Để ngày Tết thêm phần rực rỡ, tư gia của đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã được trang trí một bình hoa thược dược, được điểm thêm vài bông violet đặc trưng. Đây là năm đầu tiên mà đại sứ Hide Sobaken cùng với gia đình đón một cái Tết Việt. Nữ đại sứ đã tự tay chọn cây đào cho gia đình mình. Và đặc biệt hơn nữa, mỗi thành viên đã đưa một phần truyền thống của Na Uy vào Tết truyền thống của Việt Nam bằng cách treo lên cây đào một điều ước và mục tiêu trong năm mới. Chắc chắn là giao thừa thì có pháo hoa rồi, chúng tôi còn làm cam kết cho năm mới nữa. Với người này thì có thể là giảm cân, với người kia thì có thể là đối xử tốt hơn với cha mẹ của mình. Dịp Giáng sinh chúng tôi sẽ dành cho gia đình, nhưng cho dịp năm mới thì chúng tôi thường dành thời gian với bạn bè. Dù phong tục đón năm mới tại hai nước có nhiều điểm khác nhau, song gia đình đại sứ rất vui và hào hứng với lần đầu được đón Tết Việt. Năm mới tại hai quốc gia thì có nhiều điểm khác nhau. Ở Việt Nam thì có rất nhiều nghi lễ phong tục như việc tặng tiền lì xì, thờ cúng tổ tiên và cả việc xông đất nữa. Chúng tôi không làm vậy ở Na Uy. Cá nhân tôi rất thích tục thờ cúng tổ tiên. Nó thể hiện sự quan trọng của gia đình và bao gồm cái ý niệm rằng con người và thiên nhiên đều là một phần nhỏ trong một tổng thể lớn. Tôi xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công trong năm 2023. Chúc mừng năm mới!